Game gì đây á? Anh em xem tiêu đề là anh em biết game gì mà anh em. Thôi chơi game khuyết tật. Đấy. Thế là hôm nay là tôi đổi gió tí nhá. Mấy ngày nay tôi chơi Plan vs Zombie nhiều quá. Lú hết cái đầu luôn. Đấy. Tôi bảo là tôi không thích mấy game chiến thuật mà cuối cùng tôi chơi Plan vs Zombie 2. Chơi nó có 11 12 màn thì tôi chơi mất tôi chơi đến 9 10 màn rồi. Bây giờ tôi lú đầu quá thì hôm nay tôi đổi gió một tí anh em ạ. Thì nghe nói con game này ông Đả Linh cũng bảo là đấy tại tại game này đây về đi, cái này vui lắm. Ừ thế tôi cũng nghe theo ông Đả Linh. Thì đây thì tôi đã tải xong con game khuyết tật. Ấn Create Game đi. Tạo game à? Đây. Island. Island đây. Island. Sao nữa? Ấn Create là xong. Cái chữ Create Game. Ok. Sao Đợi nữa? tí. Đợi đi. Cái gì đây? Tôi mới bị què. Sao lại bị què? Bạn bị làm sao? Muruka TV bị làm sao mà sao què? Ủa? Ui anh em sao què như tôi được? Hôm trước tôi Ông bật mới tiếp. hả? Bật cái gì cơ? Bật tim nhá. Từ Steam đúng không? Bật rồi sao mà? Tôi bật rồi. Hôm trước tôi như nào nhỉ? Hôm qua hôm trước tôi đi xe. À cũng không phải hôm trước thì nói chung là tuần trước rồi tôi đi xe xong rồi đi đến cái đoạn kiểu ngã ba ấy có đèn xe đèn đỏ ấy đấy tôi đi vượt qua thế là có thằng nó thằng cho trai trẻ trẻ trâu thích thể hiện đi đi vượt đèn đỏ thế là thôi nó đâm mẹ vào người tôi luôn đấy thì tôi đau mẹ chân chân phải Không, người sẽ bảo ông nhỉ. tôi què hơn nhé sao không Mới rồi. Từ từ, ông ấn vào cái chữ Redon đi. Vào Redon đi. Thấy chữ Redon bên cạnh, chữ setting không? đây Ở đây này, tôi xem rồi nào. Asia Ping, ok. Ở yên này. ok. Bảo thảo là không thấy. Lời ơi Hello. vào được rồi tuyệt vời vào nhá chuẩn bị tinh thần chưa Rồi, vô. rồi. Thế tôi nhìn cái thằng nhân vật ở ở ngoài ở ngoài hình ảnh tôi ôi cái gì đấy. Ô tôi vào game rồi ơi Start đi. tát đâu Tôi vẫn chưa vào. đéo đây. Tôi vẫn chưa vào. Tôi vào rồi, ông vào Ngoài chưa? lobby đây này. Từ từ. Tôi vẫn ngoài lobby không? Từ. Thế đó là tôi đây. Nhạc đâu nhỉ? Tôi thế. Music 50. Tôi vẫn đang ngoài lobby. Ủa, thế tôi vào rồi bác đây này. Tôi đang làm gì đây? Đu. À đu. Wow. Sơi múa quá đâu ơi. Điều cơ bản quên lên. Ông vào được Ông chưa tap hả? lên sẽ thấy tôi không? Tôi tao không thấy ai cả. Ông bị ra ngoài rồi sao ấy? Ui. Đang ngồi bị văng. Để đi vào lại. Để tôi phải tôi lại phải ngồi đây ông Một cùa đi ông. điều khiển tay kiểu gì? Chữ X. Chữ X là điều khiển bằng ngón tay. Vãi! Mắc! Chuột trái là cả bàn tay. Chuột trái cả bàn tay à? Từ từ đi vào. Chuột Ừ. Chữ F để đổi à, F đấy còn đấy. cái ngón thứ thứ hai đâu ấy? Ngón thứ hai điều khiển cái gì à đây? Yes sir, Là có quân yeah. ông Wow. mờ ông rồi. Hả? Đấy cho làm hot luôn. Lối vào. Tôi chờ ghê nhá. Cường đấy, đấy là Có cần phải chỉnh cái không không à? cùng server tí, ông sẽ thấy server tôi hiện lên luôn mà. Ừ, thế thì ông ấy đi xem là tên tôi vào được không? Để tí. À, vẫn thế nhá. Ừ. Thấy chưa? À thấy rồi này, thấy bước kia mình này. Tôi đây. Ông thử bắt đầu xem. Tôi vào là game này. Tôi ăn bắt lấy vợ. À, vậy là máy ông bị sao rồi? Khiếp này. Không
quên khả năng do với tôi nè. Ừ, tôi bị đông rồi. Ông chỉnh lại xem nào Tôi vẫn đang ông. ghi, à, tôi vẫn đang ghi lắp đấy bự. Thế thì ông. Lần trước bởi lần trước tôi cũng là người kiểu dọn map ấy. Từ chỉnh đồ họa đâu nhở? Lấy graphic ấy. Về đi lâu. Cho cao tí Đi đi. cấp lâu. Tôi chỉ sợ kiểu cho cao nó lag thì tôi bật version luôn không nhỉ? Ông bật Version là cái, nếu mà ông đủ tự tin thì ông bật lên. medium Medium tôi high, bật hai. very Đây. high, ultra. Đây. Về à thử tôi thử chỉnh full ultra xem có chịu được không? Xem máy tôi chịu được không? Của tôi vẫn đang lắp này vào. Ui. Nhưng mà tôi đang đợi Bên ông tôi đấy, kiếp ông vẫn vòng đang lắp hết vờ. đến về máy game sao rồi. Kiếp game khuyết tật mà chỉ có mỗi tôi chơi được thì... Từ nước gì nhỉ? Nhìn người ta trông hài quá. Đấy, ông làm gì tôi không? Rock and roll. Vút cho heads up. Thế về Không. cái Tôi bị out ra khỏi màn chính luôn mà. thế là máy bị sao rồi? Game lại làm sao? Ông chết cái máy đi, ông đang dùng mạng dưới nhà hay mạng ở đâu? Tôi đang cắm mạng mà chứ tôi không dùng mạng wifi. Đấy, tôi chơi mượt lắm, thấy không? Thấy tay 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 tôi ngoái không? Vậy là ông điểm giao Ông vẫn rồi. là hai người sống à? Nó vẫn ghi là Hai người highlight kìa. À đâu? Cái kia là hai người hay là sống hay là có hai mạng thế? Ủa, game là sao hôm qua vẫn vào chung được mà. Tôi không biết. Adu điều khiển tay cái của gì vậy? Từ từ tôi phải luyện tập mới được. Cái làm sao ấy nhỉ? Vì nó Để không ở không cho vì tôi vẫn thấy room đây rồi. Tôi không cho được. ông người làm sao rồi? Chết rồi, tao không dậy được rồi. Tao không dậy được rồi. Dậy kiểu gì? Lên Tao dậy kiểu đéo gì? What the fuck? Tỉnh lên đi. Nhảy kiểu gì? Tỉnh lên đi. Đứng kiểu gì? Đứng lên đi. Tao không đứng được. Tao không ngất lên. À đây rồi. À đâu? Để tôi tạo Ô, mà tính ra là ông chủ phòng ông bị out ra mà tôi vẫn được gọi là như là ta, tôi vẫn được gọi ừ. là chơi được nhá. Vậy là bị vấn đề gì? Đây cũng rõ, thử vào lại của tôi mà. Đây, tôi out đây khổ quá vậy, lỗi lên lỗi xuống, được chưa? Ông phải vào được game cơ chứ, bây giờ ông cứ tạo map như này tôi vào được, ông không vào được thì Không lý do ở đâu cả. thôi. Mẹ nhìn cái dáng chạy, wow, dáng chạy tuyệt vời. Chặt cây, từ chặt cây đi. Không chắc được, không chắc được, không chắc được. Đóng. Khổ quá. Ơi, Mất rồi. ủa sao lại có ông này, Ông đâu rồi? sao lại có đại lý kia đây? Ông đâu rồi? Ok, ông không thấy tôi à? Đâu ông đừng đâu. Để tôi thấy có hai thằng đả linh. Một thằng di chuyển được, một thằng đứng yên ở đây luôn, là sao vậy? Là mà đây vậy như nào? Thấy tôi không, thấy thấy tôi không ngửa tay không? Có đã bảo tôi thấy nhưng ông không thấy tôi, hiểu không? Hiểu không? Vậy nhá, từ từ bình tĩnh. Cái tay tôi rồi. Vậy nhá, ông lẹ ông sẽ live stream đi để tôi. Ô chưa, tôi chưa đâu. Ông thấy tôi làm gì không? Ông đang làm cái dừa chân lên. Tôi không dạy được. What the fuck? Dạy cái gì không? Dạy cái gì không?
Thầy tôi biết tật rồi. Ông không thấy tôi à? Ông có thấy tôi không? Uầy. Anh về xem live stream đi. Tôi đéo làm đây. Gì đấy mà. Sao ông bò đấy? Tôi không dậy được, đây này, tôi ở dưới chân ông ấy. Thôi, ông xong rồi đấy, tôi thay thay đồng xong rồi đấy. Tôi đốm dậy luôn, tôi đốm dậy được. Ở đâu ấy? Dậy đi. Dậy thử vào. Đéo dậy được, đéo dậy được đâu. Thôi, ông tìm tìm cách nào mà nhìn thấy nhau đi, khổ quá. Game này là game giả lập cách cái gì được gọi là cách điều khiển con người à, cách điều khiển cơ thể con người hay sao? Tôi đứng dậy chưa? Ông có thấy tôi không đã? Không, nhưng tôi đứng Ông dậy ơi, chưa? đừng nghe, nhìn thẳng về phía trước, nhìn lên, nhìn thẳng về phía trước, quay đầu lên, quay. Ông cứ xem live stream là ông hiểu à? Sao đều thấy tôi à, trình có gì mà để nhìn thấy tôi đi, quá tôi rất buồn. Bây giờ tôi còn không quay người được xuống luôn mà. Đấy, tôi đang không phải tại sao ngồi xuống rồi mà không đứng dậy được ấy. Để tôi xem setting cái. Ủa nếu chịu được. Ồ, ừ, đứng dậy rồi nhá. Bấm được gì ông ơi? Đứng dậy. Đứng, ông nhìn tôi đi, ông nhìn. Chứ mà tôi đứng dậy cái gì? Chị 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 Rồi. chị chị rồi à? Rồi. À ok. Nhưng mà ông không nhìn thấy tôi đúng không? Không đấy. Là ông đang lỗi ở đây, bây giờ ông chỉ lại đi. Bây giờ chỉnh kiểu gì mà để nhìn thấy tôi nhìn thấy ông ấy, tôi đứng trước mặt ông luôn đấy. Ồ, ông đi đâu, làm léo gì? Từ từ ra từ 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 ra 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 Ao ra đi. Ôi, đã đánh ao ra là chết luôn rồi. Ồ, ra 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 lại nào. ok. Đi ông ơi. Thầy nhìn ông tiểu vậy. Thôi vào vào map đi nha nghìn. Từ thôi từ từ thế ông bây giờ chỉnh như nào để cho hai thằng chơi được với nhau thì chỉnh trên này chơi không nổi đâu. Tôi cảm giác là cứ mỗi lần ông vào ấy là nó sẽ được gọi là à đấy, được rồi, đây được rồi, ông thấy tôi chưa, thấy tôi thấy chưa, thấy chưa, Thấy vậy chưa? vậy vậy tôi cơ bắp không, không cơ bắp không, không có. Thôi trông kinh dị nếu chịu được. Thôi bây giờ sinh tồn đi, tìm tìm cách sinh tồn đi. Bây giờ nhá, bây giờ tôi chơi rất nhiều game, một là dùng dùng tay đập cây, nhưng mà nãy ô ấy quả dừa hay sao hả? Đây là quả dừa hay sao đấy? Ông ơi, ấn tay ông vào ship để đổi tay nhá. À tôi biết rồi, tôi biết, nhưng mà tôi không nhận được cái này. Từ từ lấy lấy hòn đá cho tôi cái, ông ơi lấy hòn Cố gắng đá. lấy, toang cố gắng lấy, cố. Từ từ sao tôi không lấy cái này vậy? Ủa không có ở đâu đấy. Trên này này. Từ từ bình tĩnh, tôi phải đi bây giờ tôi sẽ phải lấy cục đá để đi đập cây, ông hiểu không? Cái nhiệm vụ của tôi sẽ đi kiếm cục đá đâu nhỉ? Tôi không nhặt được cây ông ơi. Ủa cái gì đấy? Lấy được cái cành này không? Đang cố đang đang nhặt cái cành từ đất này. Anh Từ cần cái chỗ nào bằng ấy kia cơ, lấy nó mới dễ chứ cho này còn lấy. ông đang ở bên nào rồi? Qua này gặp tôi xem nào. Chết Ồ, ông mướp chết đỏ nhớ. đó đâu? Chết đó đâu? Tôi ông lấy gì rồi? À. Tôi bán luôn cả gì đấy. Thế từ tôi này cái gì này? Đây quả dưa này, quả dưa đúng không? Quả gì đây? Dưa. Tôi lấy dừa đây.
hơn là Linh đâu. À chết rồi. Đâu đâu từ. Sao đây không? Từ. Có vậy Linh không làm gì? Không làm gì? Tôi mới cầm được quả dừa cơ. Kinh lắm. À chết rồi. Ông định cướp con mồi của tôi. Ông định cướp của tôi hả? Ông làm sao? Ông làm sao? Ông làm sao? Ông làm hả? Ông sao? Thấy không? Thấy không? Hả? Ôi, từ từ. Ô, damage và human trừ 4 kìa. Ơ, đánh nhau rồi đấy ông ơi, từ từ. Thôi đánh nhau rồi đấy, từ bình tĩnh, bình tĩnh. Chạy tự vách. Mang quả dừa này đi đâu? Giờ ông cần một cục đá ông mới đập được quả dừa đấy không ạ? Thế bây giờ nhá, tôi sẽ để bây giờ kiếm một nơi làm nhà đi, từ từ. Kiếm một nơi làm nhà đi không? Sống ngoài biển luôn nhá. Ừ. Ờ thế từ từ tôi sẽ để quả dừa ở đây. Ok. Mình sẽ sống ở đây luôn. Rồi đấy. Ui ông ơi, ông ơi. Cái gì đấy? Siêu nhân à? Đâu? Ai? Ai ai bắt đạt ông? Ông có gì? Thôi tôi đấy. Nó đấy tôi ông, đấy. Nó bắt đạt tôi, nó bắt đạt tôi. Đâu 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 đâu. Nó bắt đạt tôi. Đâm thẳng vào, đi thẳng ra cho cái cây to đùng kìa. Tôi Đi đã thẳng biết qua. nay tôi mẹ tôi con báo rồi, bây giờ làm sao để sống đi? Ông cứ báo báo vậy. Không biết. Bây giờ lấy que củi, que gỗ gì đi. Năm. Ui. Hả? Mẹ tôi gần chết rồi, tôi bị nhện cắn rồi. Ờ cái Đỏ tội rồi, ờ cái máu tội à. Đi 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 sâu vào đấy. Nấy kiếm cho tôi tảng đá đi, à kiếm cho tôi quả đá, à cục đá đi. Lên, tôi đã có đồ ăn rồi. Từ từ, cho tay xuống cái gì? À đây. Ông nhặt cành, không nhặt quả đấy kiểu gì mà tôi cố nhặt cành cây mà không được. Thì tôi đang cố mới tính làm gì căng thẳng. Tôi đang nhặt khúc gỗ, từ từ đi nhá. Đang cố anh em khúc gỗ ở đây mà không được. Từ. Đây, có cái khúc gỗ đây này ông ơi, có khúc gỗ dài đây em không nhặt được. Để tôi chùm sinh tồn, tôi không thể chết ngày hôm nay được. Gỗ đấy đúng không? Để tôi control ở đây, control đây. Đấy. Ông đi ra mà ông đừng có sờ chim tôi. Đừng. Vãi lì tôi làm cho gì đấy. Đừng. Bỏ tay ra. Bỏ tay ra. Từ từ. Từ từ. Bỏ cái tay ra. Cái tay luôn. Bỏ tay ra. Có cần được đéo đâu. Cái cây này không được đâu. Từ 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 đổi cây khác. Thôi đừng làm cho đấy nữa. Kiếm kiếm cục đá đi. Cây rồi. đâu. Cái cục đá đi. Ôi trên này ở ngon này. Ừ, leo lên núi sông. Ừ đây. À lấy giấy gà. Bây giờ tôi đang cần cục đá, ông kiếm cục đá Để đi. xuống đi ông. Hả? Để xuống đi ông. Không, tôi đang Ui ạ. bắt Ồ. cua. Tôi trùng bắt cua. Từ từ. Ông kiếm cho tôi cục Đấy. đá đi. Xem cục gỗ mình lấy được. Ui, tôi leo tận trên này rồi. Kiếm cho tôi cục đá đi, tôi không thấy cục đá nào cả. Đấy, thấy không? Ông phế vãi trưởng, tôi kiếm được quả dừa, kiếp có thức ăn rồi mà bây giờ lại không có nổi một cục đá để đập ra để lấy ăn à? Buồn nếu chịu được. Nhưng mà thấy được cái vẫn Có. là Ê, cục có đây kìa! Có đây không ơi! Từ từ. Có đây, có đây, có đây! Có đây! Có đây không ơi! Có đây! Ở đâu rồi? Ô, con đây này. Con đây, con đây ông ơi. à đây rồi thấy cục đá rồi Đâu, 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 đâu. Cục đá ngoài biển là đấy niềm sống. Đâu, đâu, đâu. Ông ở đâu? ngoài biển ngoài biển ông thả hết tay xuống kiểu gì đấy Thì cứ chạy là nó tự thả mà. Để rồi, tôi thấy ông chú mông kia rồi. Ủa, cái gì đấy? Ô, xương, xương, xương gì này? Ô, đá này. Để rồi. Cái game này là đòi hỏi sự được gọi là tập trung.
rồi rồi hiểu hiểu rồi 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 kiểu cây okay rồi, mình cần khúc cây, mình cần khúc cây, có khúc cây ở quanh đây không? Cái gì không? Tôi đi kiếm cái khúc cây đó. Bình tĩnh. Đây có lá khô, lá khô làm được chất liệu đốt. Ở đây. Ui mẹ trời sắp tối đâu ạ. Ông ơi trời sắp tối rồi. Lấy cục đá Ông làm đi. sao? Lấy cục đá đi. Ông đâu rồi? Quả dừa, ông nhớ một chỗ nào Ông làm không? Đi lấy sao? quả Ông dừa ơi. đi. Cái gì? Ông ơi. Ừ vậy vậy thì làm nhà ở đây nhá. Ừ. Ok đi từ, Đây. bây giờ nhá. Ông ra bây giờ tôi quay lại cái chỗ mà vừa nãy tôi lấy quả dừa lại đã. Quả dừa đấy quan trọng lắm. Ừ. Tôi phải đi về tôi lấy quả dừa đây. Ui, mẹ cầm được cục đá rồi. Tôi phải lấy được quả này. Dùng con lăn chuột để điều khiển ông ơi. Điều khiển xuống tay ông ơi. À rồi ok, ông chỉ tôi cái này thì tác dụng này. Cầm cục đá khó lắm. Ấy. Quả dừa đi rồi ông ơi, à đây. Cầm được cục đá về luôn. Thế á? Ừ. Chỉ tôi cách cầm quả dừa đi, tôi đéo cầm được quả dừa nữa. Đâu ông đâu rồi? Được Có quả rồi, dừa luôn này. được rồi, được rồi, được rồi. Tôi đang về đây. Ông đồ rồi. Đập quả dừa ra. Đâu rồi, ông đồ rồi. Nhanh lên, tôi có quả dừa cho ông đây. Đâu rồi, đây rồi ông ơi. Đi về, đi về. Lấy cục đá đập 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 quả dừa đi. Đây đây đây, nhìn 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 thấy gì ạ? Nó đập 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 đứng yên hai quả dừa đập vào nhau nó tính nhỉ. Không phải, phải phải Oh, phải đi vào về đi cái về chỗ đi cục về đi đá về ấy. đi về đi Phải về. vào cái chỗ cục đá từ dưới nhá, ngồi ngồi xuống cái thả tay nhá, không nó lăn mất đấy. Ngồi xuống. Ừ. Thả tay. Ồ, ấy đó. Ôi. Quả dừa sắp về với cát bụi không ấy. Từ từ. Không sao, không sao, không sao. Bây giờ sống rồi ấy, bây giờ tôi cần đu. Đu. Đưa tôi cục đá đi lên. Từ từ. Đây. Có cục đá đấy. Ông bỏ cái tay không xa. Bỏ cái tay không xa. Yên em nào. Nhưng mà vấn đề mình lấy lửa của gì không? Mày tính. Ô dừa thì cần gì lửa, dừa ăn luôn chứ. Tối lạnh. Yeah. Mày tính. Tôi đang tôi tính. Rồi, mẹ mỗi ông làm được á. Đấy, mẹ. Từ từ. Ô mẹ đập như nào không? Chùm sinh tồn, Đập như chùm sinh nào? tồn, Đập nhưng mà như vẫn nào? vẫn vẫn không ăn được. Ơ. Không, chỉ cần dùng con lăn chuột đây, ấn đập cho ấn lên xuống tụi rồi. Của tôi nó không tóe lửa như ông đâu nhá. Nó không phải Thế nhỉ? tóe, nó dùng lên xuống không ạ? Dùng lên xuống, dùng phím kiểu dùng con lăn chuột đấy, đập liên tục vào. Mẹ, tôi chưa xong cái này chắc chuột tôi bị liệt luôn quá. Khả năng cao vậy. Ông ơi, Ông ra quả dừa chưa? tôi đập ra thành cả hai mảnh rồi. Chúng đập dừa đập hộ cái đi. Đang ra đây ăn đi. Cái gì? Ăn không không? Tiếng gì ông Ui. ơi? Tiếng gì đấy? Đâu đâu, đưa 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 đưa. Đâu? Để tôi ăn. Sao chị? Em không biết.
ăn cái gì? Ăn chưa? Ê mẹ ơi, tôi bị mất máu. Ừ mà trời lạnh mất máu mà. Ăn đi. Ăn như nào? Ăn đi. Ăn như nào? Cho tay vào xong. Ăn được rồi, em ơi, ăn được rồi. Cộng 10 máu rồi, dí sao là một bấm e. Ô. Chết rồi. Ô tôi mất. Ông ngồi sinh được không? Không, cái gì một mạng đâu ạ. Thế chuyển nhiều mạng lên. Đệt. Cái game này có một mạng thôi. Đệt, tôi chơi lại à. Ừ. Sao phế vậy? Tôi chơi lại nhá. Chơi lại lần này đừng đừng báo nhá. Ông tạo lại map đi. Đê, mẹ mạng đầu tiên đã thế này rồi tôi đã hiểu ông làm gì luôn đấy. Đê, mẹ đập quả dừa rồi mà không sống được. Ông lửa nó mình mới không bị mất máu. Ừ, mẹ ván ván sau tạo lại. Tạo lại đi, tập tập trung đi lấy lửa với ấy nhá. Biết biết điều khiển tay rồi thì ừ, tạo lại đi ông. Tôi sẽ bật nhạc. Rồi, 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 vào đi. Vào đi ông. Vẫn chưa thấy ông nha. Trong loát vậy tí. Đâu rồi? Ông đã vào đâu? Ông vào thì tôi đã sẽ vào. Hello ông. Ủa? Ông rồi đấy. À rồi rồi tôi sao rồi. Ờ à ông đã sửa máu tôi à? Hả? Đi, đồ luôn. Bây giờ nhá, ông giỏi cầm mấy cục đá vậy ấy thì ông cầm đi, từ từ. Thế thì nhà vẫn là nơi đấy nhá, vẫn như cái nơi vậy đấy nhá. Bây giờ tôi có cục đá này, từ để tôi cầm cục đá đã. Sinh tồn chuyên nghiệp cho anh em xem luôn. Rồi nhá, tôi cầm được quả cục đá đầu tiên rồi này, tôi đang về đây. Ê, có cái lá gì đây này? Ông thấy cục có hai cục đá ở giữa biển thì ông ở đâu chỗ này đúng không? Để ra đây. À đúng ông ơi, có quả dừa luôn ông ơi. Ông sao tối đập. Tối đập tối đập. Bây giờ nhá, ông đi ra khỏi biển ấy, ông sẽ thấy có một quả dừa với một cái rồi ok, bây giờ đi kiếm gỗ đúng không? Tí, tôi phải đi kiếm gỗ. Kiếm gỗ ở đâu không? Ô quả dừa này. Để rồi. Tối nay không lo chết đói rồi. Ông ơi, khu gỗ đầu tiên về rồi ông ơi. Được không ơi? Được. Xong để một đá xa đấy. Tôi không biết, tôi cầm về được là được rồi, ông cứ sao. Lý do. Đây, quả dứa đây. Này. Đấy. Được chưa? Tôi thế tôi chỉ giỏi cầm dừa thôi, ông phải cầm cầm gỗ về đấy. Gỗ cũng giống như cầm quả dừa ấy. Nhưng mà nó khó ông lắm, tôi ông ấy dùng cái lên ông dùng cái con lăn chuột ấy. Đây có phải gỗ không? Đây có phải gỗ không? Giờ cái cục cào dưới đất nhặt được ấy. Đây ok ok. Dùng con lăn chuột là dễ nhất không ạ? Để cho hạ hết thấp tay xuống ông nắm đấy. Ô, có gỗ rồi. Cần bao nhiêu cục gỗ để tạo ra lửa nhỉ? 10. Ok. Có hai cục gỗ rồi nhá. Ôi thôi. Chết rồi, tôi mang cục gỗ kia về nó trôi nó chui xuống đất luôn rồi. Thế chịu ông rồi. Ôi nhưng mà tôi nhặt được quả dừa nữa không ạ? Ui lắm dừa lắm. Nhiệm vụ của ông là cầm gỗ nhá. Tôi không cầm gỗ đâu, tôi đang cầm thức ăn, tôi đang kiếm thức ăn cho ông. Gỗ về rồi ông ơi. Được ông ơi, tôi đang nhặt dừa. Đâu cho mấy quả dừa đâu nhỉ? What the fuck? À đây. Ok. Đứng dậy mà chạy chứ ông. Đứng dậy mà chạy, khổ quá. Đi bộ trong một cái không để ý thân thể. Ok. Nói chung mình cố gắng sống sót qua được ngày đầu tiên. Nói chung là cũng là thành tích rồi. Tôi không thích nghi game nhanh mà, thoải mái đi. Tự dưng đang ấy, tự dưng đầu con lăn chuột, tự dưng thấy có cánh ừ, tay đi xuống thấp mày. Hơn ạ. Ông mà không chỉ là cách con lăn chuột là thế bây giờ tôi vẫn đang vật vã với cái cách nhặt cách nhặt của con game này luôn đấy. Thế
Ok, 4 quả dừa nhá. Cái khúc gỗ có lấy bạn. Mà tôi không có mà, tôi chỉ giỏi nhặt dừa thôi. rồi Tôi phải xem có cái ồ ông ơi. game là dễ. Chạy nhiều là hết Ông thể ơi, lực mới tôi vũ nhiều khí lắm rồi nhá. nhá, Vũ khí gì? tôi có vũ khí rồi nhá. Vũ khí gì? Ông thích làm sao? Ông đi ăn gậy vào đâu Ôi trời, không? ông Tôi tuổi kiếm cái gì? gậy to ấy chưởng. Ông tuổi gì? Ồ, thế mỗi ông có gậy to, tôi có gậy to này. Ông thấy cầm không? Ê, cái khúc gỗ, cái khúc gỗ. Không, kệ đi nó đấy mà. Ê, nhưng mà bây giờ làm sao để tạo ra đây gỗ có to không đây? Đấy, được chưa? Sống được rồi, sống được rồi không ạ? Sống được rồi. Ông đặt đây làm sao tôi lại đốt lửa được. Không, tôi không đốt kiểu gì. Đủ 10 cục khô chưa? Chưa. Nhưng mà Thì... vẫn đốt được. Bình tĩnh, tôi sẽ phải... Đây. Có khúc gỗ lửa nhá. Rồi đây. Lên cố lên, Tôi mang gỗ về trong đây. Lấy đá đánh lửa đi. Này đây của ông đây. Đấy, đánh lửa đi ông. Cố lên, cố lên. Ôi, ông ơi. Nào, đến tối thì hãy đánh lửa chứ. Bây giờ nó hết gỗ, nó hết lửa hay sao? Ui. Ui. Ôi, có lửa rồi. Hình như có lửa rồi mà. có lửa à? Không không, Gì mà tôi thấy nó tóe lửa rồi. đấy mà đập đập té từ nãy giờ mà, nhưng mà Ui, ui con ui gỗ. Ông ơi, nhưng đưa mà vào cái gì, ê tôi bảo nhá. đưa vào cái gì Ban sáng bật lửa lên làm gì? giúp 12 giờ trưa Ừ, mới có đập 12 giờ dừa trưa thôi ạ. Đập dừa, mà đúng ok. không điều luyện chứ không? Điều luyện vậy. Đây rồi. Đủ trong điều luyện vậy. Game Ủa, tôi đập 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 tôi đập như này có đúng không? ông cứ dùng con lăn trượt ông ấy, cục đá ở trên này xong đập lên đập xuống thôi. Nhưng mà Giờ cái vấn đề ăn ăn là cái gì này? bình tĩnh. Nhưng mà tôi đập trên này nó có ra đâu, nó có tóe lửa như ông bảo đâu. Không ấy lên xuống lên 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 một đoạn ấy, lên một đoạn xong ấn thẳng xuống luôn, ấn dùng con lăn chuột ấy, dùng con lăn chuột, Đây đúng dùng con không? chuột Thả xuống đúng không? đập mạnh vào, đẩy mạnh vào, lên một đoạn thôi, mạnh Hứa. vào, Hứa. đừng cao quá được không? Được không? Được không? Được không? Không. Nó có tóe lửa đâu. Đây ơi. Đấy. Ăn kiểu gì không? Dí vào mồm xong bố mẹ. Không hiểu. Dí cái gì? Tay Làm con làm chuột hay gì làm ạ? ông làm cách nào đấy để ông. Ông đút tôi ăn Được 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 đi. được. Được được luôn, từ từ. Tôi phải đập đập được quả dừa đã chứ tôi không không thể thua ông được. Ăn được rồi. Ừ đấy, giỏi đấy. Ôi rồi ơi. Nhưng mà đã tới tối đâu mà Gì ăn đấy làm bro. gì, phí thời gian. Tôi gần hết thức ăn rồi, tôi phải ăn đi không? Tôi đi cho thấy Yeah. gỗ đó. Hết lửa rồi ông Thế còn gỗ ơi. nào? Ông chỗ đấy còn nhiều gỗ lắm không? Nhưng mà hết lửa rồi. Ăn tí nữa. Hiếp boy. Hãy xem sức mạnh của mẹ. Đấy, cho mồm. Đấy, rồi tôi ăn nhanh lắm. Rồi xong rồi ạ. Đi kiếm lửa đi. À, đi kiếm đi kiếm gỗ đi. Cứ phải sống sót được qua ngày đầu đó tính. Rồi có gỗ nhá. Tôi đi về đây. Ô, nếu mình pro thì mình sẽ cầm hai gỗ cả hai tay luôn không ạ? Đúng không? Ừ. Thật Đúng rồi. luôn. Tí nữa tôi sẽ cầm gỗ hai tay cho ông xem. Đã linh chưa chứ. Rồi đi về. Đâu nhà, về nhà mình đâu? À đây rồi đây. Ủa, nó cháy cả dừa hay sao?
không sợ, ông không sợ nó cháy rửa. Ê. Ôi trời, quay củi nó lăn mẹ xuống biển rồi. Ôi, cái khúc kia rồi. Cái khúc kia rồi. Cái Mân gì? mân mân lùm cô rồi. Tôi không biết đó, đôi khi lỗi nó rơi, nó trôi xuống dưới kia luôn mà. Đây đây đây. Ok. Ông ơi, với hai quả dừa còn lại thì có đủ sống trong tối hôm nay không? Tôi nghĩ là không, tôi sẽ đi Tôi nhặt nhớ thêm. là cần gỗ rồi. Ôi rồi ôi, mướp làm sao được như này? Ông bị tê đi. Ông làm sao cầm được hai tay như tôi? Hai tay là chuyện bình thường, tập này tôi làm được hết. Tôi đang kiếm thức ăn cho ông đây. Để tôi nói cho ông biết nhá, nếu mà ông muốn gọi là uống nước ấy thì có một cách khá là đặc biệt. Uống Thì nước của ông chỉ nhau đập quả dừa, thì ông đập quả dừa ra ấy, nhưng mà đừng đập đôi nó ra ấy. à. Ông cầm quả đấy ông uống Rồi ông ơi, uống nửa xong sắp rồi cháy hết rồi, nó sắp hết gỗ rồi không nhầm được, cái gáo dừa đã ăn rồi ấy, ông ấy cho vào đi. ok. Cho vào đây đốt đúng không? Rồi đấy, cho vào là nó mất đấy. Đấy. Rồi đấy. Ông bố quả gì đâu chưa? Bố tôi ăn với, tôi đói rồi. Tôi Ăn đi. ăn đi, đang đang đốt lửa. Đấy, khu bên cạnh ấy, đút vào. Ây, cái này là cái châu ấy, cái này để ăn mà. Lại đứt tay vào lửa. Ông Cái này để ăn mà, từ về để tôi ăn. Rồi ăn rồi đấy. Wow. Tuyệt vời. Thằng nào không đốt được. Ấy. Rồi đấy, lửa to hơn ăn rồi luôn đấy. này. Sống rồi ông ạ, sống rồi, sống rồi, Ui. sống rồi. Cái gì? Cục đá đâu, cục đá đâu. Ồ, có ai cục đá mà sao lại ông bây giờ còn đúng cục này? Thôi, đập dừa tiếp. Tầm này tối nay chỉ có đập dừa để sống qua đêm thôi. Năm về năm năm chục ngày ăn vừa hơi Thế tôi đi làm loạt này gì? ông ơi. À đồ đưa 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 đưa. Ông có muốn làm thao tác đút cơm cho nhau không? Không. À đu đu cuộc tranh đấu dừa. À đu 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 đu. Ông sao? Ông sao? Ông sao? Thôi xin phép, xin phép. Mẹ ông ăn rồi. Đê, phải đã lấy ăn mất rồi. Đệt. Ôi hình như trời sắp sáng hay sao nhỉ? À rồi, ở đâu mới 9 giờ tối. Tôi để tôi đập cho tôi ăn. Phải cho mồm nhanh với đi ra tề. Tết bảo là không biết ăn. Ông ơi, sắp hết lửa nhá. Tôi thông báo cho biết là sắp hết lửa đấy. Chỗ đấy còn hai không cô đấy. Bình tĩnh. Đây. Đấy được rồi đấy, lửa to hơn rồi đấy. Ấy, nó trôi, à rồi nó lửa tự đốt rồi.
Rồi đâu? To chưa? Đủ đủ to chưa? Đủ bỏ hết vào nhá. Ừ, bỏ cốt vào thế rồi. Ăn đi kìa. Thế tôi nghe tiếng gì nhỉ? Sao ăn, sao tôi ăn còn đéo nổi này? Ông ơi, tôi nghe tiếng tàu ông ơi. Ông ơi, ông ơi, đi. Ông đấy, ê, ê, chờ nó, chờ, chờ, chờ nó. Thấy không? Đây này. Rồi. Đây, đây này. Chờ nó. Ây à, ây à, từ từ, từ từ, cục lá đâu, cục lá. Ừ, để chờ, tôi chờ, hành chờ, nghề chờ. luôn xem mày. Ừ, được rồi, vậy tôi, vậy, mua làm được. Rồi, nó rồi, nó rồi. Thịt đầu tiên. Nó rồi. Được. Được rồi. Ôi mẹ, tôi nghe tiếng tàu kìa. Ông. Đù. Mày này. Đù. Thôi bỏ lao quay. Thôi nó chết rồi. Hành hạ động vật mới đi thế. Đây thôi, nấu nấu. Nấu kiểu gì? Nấu kiểu gì? Cho rau đúng không? Bỏ lửa. Cho lửa luôn, cho lửa luôn, cho lửa luôn. Từ từ từ. Cho lửa, cho lửa. Để cái nơi, để. Thả, 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 thả. Thả, thả, thả. Rồi. Ô, sao? Đi kiểu thêm quá. Ôi, tàu kìa ơi. Tàu. Anh ơi. Anh ơi, bọn em ở đây. Ô, gọi ra kiểu gì? Chịu rồi, tầm ấy không có lửa to chịu rồi. Để đéo thoát được. Đéo thoát được, có cái tàu nhưng đéo thoát được. Ủa? Con ấy con kia đâu? Ở đâu ấy? Ấy ông ơi, nó cắn ông kia. Chết rồi, à. Rồi. Ông chết chưa? Ông kia đi. Ôi trời ơi. Hai thằng nhìn thấy tàu cái lòng chết rồi. Đừng ngày thứ hai rồi ạ. À. Sáng sớm anh em đi thường gỗ, hạt đá, thường gỗ về đồ ăn. Ừ. Ô thế đâu cũng phải pha đấy hơi ảo nhá, mẹ cái con rết kia sao nó cắn xa thế nhỉ? Để đâu nó có bọ cạp không? À ừ bọ cạp, tại sao có bọ cạp nó cắn xa thế? Vào lại đi, vào ừ, lại. Ừ, vào lại, lại. Mẹ. Đúng kiểu vào. Con bọ cạp vừa nãy nó không bị đánh nó ngất rồi mà nó vẫn tỉnh lại được là sao nhỉ? Nó đẹp chết hẳn đi. À vãi, à đâu, ông đã vào game đâu, từ đợi tí á. À vào rồi này. Đây, tôi thấy ông. Ok, rồi thì đi luôn nhá, đi luôn nhá. Quá tam ba bận nhá. Gần chỗ cũ, kiếm gỗ trước. Ok, quá tam ba bận đâu nhá. Hai quả dừa này. Ừ, đây tôi dừa lấy xong ấy, đi tập trung nhặt gỗ trước. Có đá rồi, có đá, có khúc xương rồi. Ừ, nó. Ok, đá khúc xương, rồi mới vào cây dừa nó tự rơi xuống cho mình luôn mà. Đấy, rồi đấy, bây giờ đi kiếm một cục đá nữa. À đây có rồi, ông kiếm gỗ đi. Đang đi nhặt gỗ mà. Ừ, mẹ tôi. Ok. Mẹ bây giờ thành thạo lắm. Game này có xây được nhà không nhỉ? Không. Chứ không mình xây mình nhà khó. Chứ không mình dễ chết đâu. Lần này là tôi sẽ dùng cả hai tay luôn chứ không dùng một tay nữa. Đệt gỗ ở đâu? Sao tôi đen thế này, tôi không thấy cục gỗ nào thế này. Ủa cái gì đấy? Ông ơi nấm bắt được không ông ơi? Đà Linh. Nấm ăn được không? Tùy từng cái không ấy.
đủ đá rồi ông ơi, nhà đủ đá rồi. Tôi đang lấy cái nấm nhiều thôi, nhưng kẹt rồi, thôi bỏ đi. Giờ càng nhiều gỗ càng tốt luôn. Ok. Gỗ càng to đốt càng lâu. Tôi đang kiếm gỗ. Mà sao lại không kiếm được cây gỗ nào này, sao toàn tre lứa gì đây, không lấy được luôn. À rồi. Rồi, thêm một gỗ rồi. Để. Ui! Rắn 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 rắn. Chạy đi ông Rắn ơi. rắn 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 rắn. Chạy đi ông. Ê, tôi đang đi, tôi tưởng cục gỗ, tôi định ngồi xuống tôi. Nó cắn được phát chưa? Chưa. Ô, hai quả dừa nữa này, hai quả dừa nữa gần nhà luôn này. Ừ. Rồi, thế cứ để hai quả dừa đấy, mình đi ấy. Xương đập 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 xương ra là con dao chặt được lá. Nên để chối tôi lòi ra con rắn thấy nguy hiểm quá. Ông ơi. Đây. Hai tay hai súng không nhá? Hai tay hai súng. Hai tay hai súng không nhá? Đợi ông nghệ cưới rồi tôi có nhiều. Yeah. Ôi hello tí. Hai tay hai súng. Ôi có quả giữa này nhưng mà tôi không lấy được. Hai tay hai gỗ ôm nhá. Không biết tôi không làm được. Ông ơi, có bọ cạp này, thôi né nó ra. Đến. Giờ thả xuống kiểu gì bây giờ? À đây thả đây. Đấy. Tay bên này. Đấy, sợi. Có bỏ cạp đâu nhỉ? Né ra đi, không muốn cạp chết chết mình. À đây thấy rồi. Đấy, là lịch trong đứng. Hả? Đập chết nó luôn. Tôi nghĩ là không nên đập đâu chứ nay đập đập nó có chết đâu, đập xong rồi nó ngất xong tí nó tỉnh lại nó cạp chết. Tôi ơi, ông nhìn tôi. Hả? Thấy tôi không? Thấy tôi không? Cần gì phải thấy, tôi Đâu cầm rồi? ông làm cái gì, tôi hai tay hai súng rồi. Rồi hai tay hai súng đây. Ừ thì đấy, tôi cũng hai tay hai súng đây, trình độ của ông thì cũng chỉ ngang tôi thì hơn gì. Tay này trước. 11 giờ chưa? Ok, Khoan. một tay. Để chắc chắn hơn. Cái khúc xương rồi. Ông ở khúc xương của ở đây. Dừa này. Tôi sẽ chế công cụ thô sơ đầu tiên được không? Tạo dìu đi ông. Rồi, tiếp theo đến cổ đây. Hai tay hai hai quả bưởi luôn luôn không nhá. Hai tay hai súng của ông mà to á. À. Ông tuổi gì? Thì mẹ có con rết kìa, à có con bọ cạp thì có giết nó đi chứ không phải cứ đi qua thì nó cạp chết. Đâu? Hai tay hai quả Đâu bưởi đâu luôn. đâu Ông tuổi gì? À. đâu đâu bộ cạp đâu, bộ cạp đâu, Nó bên kia cơ, nói trưởng hỏi đâu đi. đi đi, đập luôn, đập luôn, đập lấy thịt đúng không, đập lấy thịt đúng không, Đây đây ra vào đây, ra vào đây. Từ từ hai tôi lấy cục đá đó, từ từ. À thôi một thằng đập thôi, một thằng đập thôi, lấy đi 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 lấy đi, đi. để tôi đập chết hẳn nhé, bao tòa chết hẳn rồi thì ông ấy nhá. Đầu tiên tôi cứ tưởng là đập nó gắt như thế rồi thì ra không 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 nó không ấy được nữa nhưng mà ai biết Đâu đâu đâu. đâu đâu Chơi đi đâu ông, chơi đi kìa, trước mặt kìa, ơ kìa. Không quay thấy lại hả? Nào đứng lùi ra, kìa, không không thấy thì đứng lùi ra. Về gõ về ô đập làm gì? Tôi đã đến chết này. Đến chết. Đu. Đu. Đu đu. Đu đu. mày làm sao nãy mày giết bọn tao, làm cho bọn tao mất tí mày, gần xong game rồi, Ô, nó mất rồi. chết rồi, được, chết rồi, Thì đâu? rồi mình có thịt, ông phải đập rắn mới có thịt, ông có lấy thịt rồi anh Để kinh nghiệm về không, ông bảo là lấy có ấy xong cuối cùng là tôi tưởng có thịt xong tôi đợi. Đi chặt gỗ mày ông đi. nhắc đến thịt bây giờ, ông nhắc đến thịt tôi bây giờ, có thịt, lần này chắc chắn sẽ có thịt cho ông, nhiều hơi nghi rồi. Ông định quất rắn à hay là quất hổ đấy? Con rắn đấy. Thôi điên à, thôi vậy chúng ta đang cố gắng về phát triển, ông cứ chơi chơi báo thế thì Con rắn rồi. Pháo thủ rồi không? Có cái gỗ này. Có ai quanh đây không? Ngồi được, ngồi được, ngồi được. Thôi thôi, game là dễ nhá. Giết được rắn luôn à? Hai tay. Chưa, nhà được khu gỗ. Ok, tôi hai khúc gỗ rồi chưa?
Tôi cứ cầm một cục đá trên tay cho chắc, lại gặp con gì tôi còn tay vào đầu cho có được. Tôi cứ chạy gì À tôi cất cục đá đây. hả? Tôi cất cục đá đây, tôi có cái khác ở nhà tôi. Ông khát với đói không? Tôi bắt đầu khát rồi đấy. Hơi hơi. Vì tôi phải chạy xa hơn ông. Nào, để xuống. Rồi đấy, lần này thì nhiều gỗ hơn rồi đấy. Nhiều gỗ, nhiều thức ăn hơn. Có là thêm gỗ không? Có gì đến tối 12 giờ thì chiều ấy. đến đến tối tập trung đập dừa. Kiểu vậy. Kế vậy. Ồ, cho tôi 2 quả dừa, tôi chưa kịp động nó đã đi rồi. Ừ thì không Đấy. kém. Đâu có quả nữa đâu, để tôi đi ra mà. Thôi ông đi ấy đi, đi ra đi. À rồi à, ừ rồi thôi, đi về. Rồi. Ôi. À. Tìm mất 2 quả dừa cái tôi còn không chết rồi. Nhưng mà dùng dùng Đập đá nó vai nhanh. không được nữa. Dùng đá nó mất 12, à nó hỏng, 15. nó gây 15 đam cơ, có cái này nó có 4 đam thôi, nó lâu hơn một tí. Đấy rồi, đừng có Ừ được nhớ. mà. Có cố gắng. Rồi đi, đi em gỗ ông ơi. Tôi nghĩ là Em 3 giờ chiều rồi. tôi Lòng hoàng đến tối đấy ông ơi. thôi tôi làm thức ăn Đi ăn lấy thêm tạm. gỗ đi, cứ thêm gỗ đi, cứ thêm gỗ đi, gần đói rồi mình ăn không ấy. Tôi sắp chết nơi rồi Tập đấy, sẵn gần ra đây. đói gì. Không sao, ông cứ đi đi, tôi mớm cho ông. Đánh rồi. Anh đi nhặt gỗ. Cái mảnh dừa kia nó tự dưng nó mất luôn rồi mày ạ. Ô mất luôn mảnh dừa rồi. Thể game lag vãi không. Ông ngoài kia có cái gì nó trôi nổi trên biển ấy nhỉ? Đồ nó ra bờ đi không lấy. Ông đâu rồi? Đây rồi, đang nhặt đồ về. Ông đâu? Đây đây đây, sau lưng ông. Ê, từ từ. Để nguyên để tôi dí vào mồm ông. Trên. Trên cơ mà, trên trên trên. Đi đứng 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 trên. Ông cho đầu nó ăn đấy. Không ăn được, lên lên tí nữa. Người hiện Rồi chứ. rồi 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 rồi, tôi hợp lý, hợp lý lên tê. ok, 5 giờ chiều rồi. Đi nhặt thêm ít gỗ đi ông ơi. Tôi chuẩn bị nhặt gỗ đi. Tôi phải đập chứ không. À, tôi đập xong rồi, tao phải đập một nửa được rồi. Ok. Ấy, của tôi nó bị lỗi sao ấy? Kiểu thấy cái mấy cái cùi dừa ăn à, mấy cái vỏ dừa bên ngoài ấy, tôi thả xuống nó mất luôn. Nó rơi Ờ, xuống. tôi mất mà. Ơi, bình thường nó không bắt đâu, bình thường có thể đem đốt được mà. Đốt được công tí à, xong hết hết Thì gỗ rồi, quanh đây hết gỗ rồi. cũng được đốt mà. Ôi về nhóm lửa đây. Tối rồi, tối rồi, tối rồi, tối rồi. Ông về nhóm nào đấy để tôi nhặt nốt quả dừa ấy. Đây quả dừa chắc chắn luôn. Đúng rồi. Để xa xa chỗ đống gỗ này ra, để còn đấy. Ok, thôi À nhắn được đây quả này đây, về nhá. ok. Ừ. Ok. Ok, thả ở đây. Ông ơi, cái temperature là cái gì nhỉ? Tôi quên mẹ nó là cái gì rồi. Nó là cái gì đấy? Sao tôi sắp hết rồi ông ơi. Lạnh, độ, độ lạnh, độ lạnh. Mẹ tôi sắp tụt đến hết rồi. Rồi sao? Đang nhóm lửa, đang nhóm lửa. Thôi tôi chết rồi đấy. Thôi thôi. 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 Rồi, độ lạnh của tôi hết rồi nhá. Chạy về nhà đi. Đang về, tôi đang đứng trước mặt ông ấy, nhưng mà nó vẫn chưa. Tôi tụt độ lạnh rồi nhưng mà tôi không, tôi chưa chết, may quá.
Ông ơi, xin phép là tôi bắt đầu tụt máu rồi. Để chỗ để củi vào chứ, ông làm gì đấy? Vai mang ra đây mà đốt, sắp chết rồi. Đưa cục đá đây, đập cục đá đây. Đấy, đập 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 đi, tôi sắp chết rồi. Ông không cục đá thì ông mà tôi. Người ta đang tiết kiệm từng cục gỗ một, ông ý mình ông không chết. Không nhưng mà đâu rồi cục kia đâu? Để đây để đây để vào. Thả xuống, thả xuống, để thả xuống, thả xuống, thả xuống, thả xuống, thả xuống. Nhanh 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 lên, đứng dậy ngồi xuống, đứng dậy ngồi xuống thử xem. Kìa, C A R control cho nhanh. À thôi ông thích làm thì cũng được, nhanh 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 nhanh. Nhanh nó sắp chết rồi. Nhanh lên. Nhanh lên. Tôi lấy cục gỗ nữa. Tôi mất nửa cây máu rồi ông ạ. Ông có nhanh lên không? Nửa cây máu rồi. Nhanh lên. Cháy. Nhanh lên, đứng dậy ngồi xuống. Đấy, đập đi. Tôi lại nghe thấy tiếng tàu ấy, tôi kệ đi, tập này tàu nó cũng có đón mình đéo đâu. Thôi, chuẩn bị hai thằng ngất rồi đấy. Mẹ, kiếm kiếm đồ cho lắm vào xong bây giờ không có bật lửa. Nhanh lên. Ông muốn cả hai thằng chết à? Đang cố. Có lửa đi, có lửa sống rồi. Tề 50-50 phải. Ông đứng dậy ngồi xuống được mà. Biết thế tôi mang tảng đá kia về. Thôi toàn rồi đấy. Ông đã hại tôi. Làm cho cố vô rồi mới chết. Trời ơi. Bình thường làm không được gì chết thì không sao. Bây giờ một đống đồ ở đây xong chết rồi. Nhục nếu chịu được. Thôi xong rồi đấy. Tạm biệt ông. Còn người sống còn được. Còn một người cháy sống đi. Rồi tôi cháy chết đi. Tôi chết mà tôi vẫn nhìn thấy tàu kìa. Tàu vẫn đang trôi lên lên trên. Ôi biển ấy. Trời ơi. Để... Khả năng 5 giờ mình phải nhóm lửa rồi không ạ? Đã đi không? Để mà chấp nhận nhục như này được. Thấu hài cho cố vô. Ông thấu hài kiếp. Tôi bỏ để cả gỗ đấy để đốt. Ê, hai người đập 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 cho cố mẹ không được. Để nó đốt cả đồ rồi đi 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 luôn đi luôn luôn. Nào ra cho cũ đi. Bình thường quả dừa nó hay rơi ở cái chỗ nhà mình nhá. Chỗ nào có cây dừa chỗ nó rơi. Đấy đấy, đúng hải quả dừa kìa, đúng hải quả dừa rơi xuống kìa, ngon. Đây cho tôi một quả. Ờ nhặt đi. Đây hai quả dừa đây. Đây là khúc xương đây. Ở đấy. Hai quả dừa lăn. Ok. Đá đây. Đá nữa này. Có ai cục đá rồi nhá. Nhặt nhiều đá cũng được. Tôi để xem nhặt nhiều đá để làm gì. Để chia chia nhau ra mà làm chứ. Thì ông để cho hai cục đá ông làm mãi không không ấy xong luôn. Tôi rất buồn đấy. 5 giờ mình đó. Đây hai quả này. Ok. Ở đấy hai cục đá rồi đấy. bây giờ nhanh nhanh hơn rồi nhỉ. Tôi từng nhà mất một quả thừa kia ra. Thôi để tôi nhặt cho. Rồi đấy. Ông nhặt cái khác đi, để tôi nhặt dừa cho. Ô quả dừa đấy. Mở ra đây thêm con rắn nữa rồi tôi chịu luôn đấy. Tôi không biết, tôi đang nhặt hai quả dừa. Uầy, dừa nắm võ không? Cái mục tiêu của tôi với ông ấy là bây giờ chỉ cần sống qua một đêm thôi là xịn sò rồi. Ừ, chứ bây giờ tôi nghĩ là tập trung gọi là lấy củi đi. Củi hay là gì đấy. Ui mẹ tôi tưởng có báo cơ. Báo nào? Báo là linh. Báo là linh.
đấy. Đây cũng đá đó này. Ở đây có cái hang đi xuyên, xuyên con núi này. Đúng rồi. Giờ mình lấy cục đá không, hai thằng đập cho nhanh. Ừ, thì ông kiếm đá đi, tôi có, tôi mang hai cục đá về đấy. Rồi đây. Để thêm một cục nữa. Ủa quả gì đấy? Ủa quả gì đấy? Để game này mà cho chế độ như thường chắc anh em giàu luôn đấy. Ủa quả gì đấy? Để có khúc gỗ đây thôi. Ông ơi, có quả gì trên cây tôi không vặt được. Ở đây cục đá nữa này. Hình như cái kè là phải chặt rồi chứ. Tay tôi xuyên qua cái quả ấy luôn thì sao mà nhặt được. Đây, gỗ đây. Đây, đây là dừa đây. Ủa, nắm dừa thế. Tôi thấy thêm một cục đá nữa nhau. Tôi bỏ nhá, game này ấy, thức ăn thì không lo đâu, thức ăn nhiều lắm. Cái quan trọng của mình đang là gỗ với đá. Ông ạ. Đá có 4 cục rồi không ạ? Dừa nhiều lắm, không lo về hết thức ăn đâu, bây giờ chỉ Bây giờ còn mới được gỗ đầu tiên. chỉ cần gỗ thôi, dừa một đống này, ui rồi. Rồi lại thêm có mấy quả dừa đấy rồi. Wow. Cái vấn đề bây giờ cực kỳ cần gỗ nên là đều gỗ đây. Tôi làm mang về. Ôi, nhưng mà nhà mình xa quá. Hello xin nguội. Game này chơi xong chúng tôi lú hết đầu, không biết là một người kiểu gì luôn. Ừ. Đây là game được gọi là cách điều khiển cơ thể con người. Ôi, mà nãy nãy ông làm cái gì mà chân ông còn điều khiển được cơ nhá? Ừ, thế có nghĩa là hai tay, hai chân. Được Nhưng mà không? chân chỉ để điều khiển cho vui thôi. Bay. Tôi tưởng hai tay hai chân. Ôi. Cây dừa này có một quả dừa trên ấy đây nhưng mà đéo nhặt được. Trời ơi, nhìn tôi như kiểu mẹ thằng thổ dân vậy. Mỗi ông. Được không? Để tôi chạy nãy giờ hết mẹ thể lực rồi đấy. Có ba củ gỗ rồi đấy. Ừ, tôi đang đi về. Ơ, hình như tôi bị lạc rồi sao nhỉ? Đi gì mà xa vậy? Rồi kiểu chơi thành thục ấy, biết tay nào cũng lấy được đồ. Ừ, bây giờ thành thục rồi bà. Bây giờ cái quan trọng là mình ôi. Ui, mình gỗ rồi. Không sao tôi cứ phải về nhà đã. Tôi đang có thư về. Nhặt gỗ quanh nhà trước đi, quanh nhà nhiều gỗ. Trời ơi, bây giờ tôi mới về cái điểm khởi đầu, bao giờ mới tới về nhà không biết. Hello ông. Ô, gặp ông ở đấy. Tôi đã đi một chuyến một tôi đi một chuyến xa nhà với Lý đấy. Bây giờ tôi mới về đây. Kiếp dừa thì vẫn đống nhưng mà gỗ thì ít. Đấy, rồi đấy. Nhìn gỗ quanh nhà đi, quanh nhà nhiều gỗ lắm, đi em quanh thấy gỗ à. Ừ, mình tính, tôi đang đi kiếm. Ô, quả dừa này. Quả Tôi nghĩ dừa để là sau đi. tới lỡ bón. Ông cứ nhặt gỗ nhá, tôi đập gỗ, à tôi đập dừa để bón cho nhau cái đã. Tôi sắp chết nơi rồi, sắp tôi khát cái kiểu rồi. Đói cái khát. Có đúng tí à. Tôi đập cho cả Kiểu hai ông thằng. đi ông cầm đồ vật đấy, xong đi ông đi xa ấy, là bị đói nhanh lắm. Thì đúng rồi đấy, tôi bị thế nên tôi đang cần đập dừa.
Ông ơi, tôi tụ con báo ở nhà đúng Ông ơi, nơi này không chứa chấp những không? con Lại báo. không. Nhà mình một con báo là quá đủ rồi. Thêm con báo nữa cho vui. Không vui. Ông có Có, sắp đói Tết đến không? nơi rồi. Ba giờ chiều rồi ông ạ, nhanh nhanh đi kiếm thêm cái gỗ nữa không? Đấy. Đây này, cái này là của ông này. Còn cái này của tôi. Cho cao tay lên. Rồi hết đường. Đây là được Cho mình bảo vệ. Đừng, cái này của tôi. Ông ăn là tôi chết. nhìn bao giờ chiều đi nhặt thêm cái gỗ đó còn về còn Ô bao mẹ, thế đéo là tôi lại mất mẹ đấy rồi. à Từ đây không có gỗ tôi còn ăn còn chưa xong. Em ăn còn chưa xong ông lại bắt tôi đi ấy thì chết đi. À đây, cho có một đống nấm này, nhưng mà thôi, mình không biết nấm để làm gì, ăn nó ngộ độc thực phẩm chết luôn quá. Cái đéo gì đấy? Yêu. Ông Có gì gì đấy hay lắm à? hả? Ừ, Có gì hay lắm đây à? tôi về, tôi đưa cho ông cái này. Ôi cái gì đấy? Ủa cái gì đấy? Cái gì đấy? À, ăn nấm à? Ôi, đây đây của ông này. Ông thích nấm nào? Nấm thử đi. Ngon không? Ngon không? Ngon Ô không bị gì qua mắt luôn. rồi, qua mắt rồi. Thế mà cứ đập cho lắm vào. Cứ đập cho lắm Đập vào. Tôi đứng yên đây, đừng chết nữa. Đừng đập, đừng ngồi nhóm nghỉ. lửa đi, Đâu để nhóm vào. Ông đưa lấy gỗ tận đây. hai nhóm lửa đi, Bỏ bỏ mấy quả dừa ra. Kiếm không? nhặt đi thì tôi nhặt cục đá đó. Không hiểu. Tôi nhặt lạ lắm, giờ phụ hành tôi lạ Mày tính. lắm. Đấy, tôi để hai cục đá vào, mua cho một cục đá và hai thằng đứng đập. Nhặt quả dừa ra. Ôi chị mẹ tê, tôi mới nhìn xuyên xuyên trên mặt ông luôn. Tê hai con mắt trong kinh của mẹ tê. Yên tâm, lần này có hai thằng cơ, không không phải có một thằng. Ông bỏ cái đít ông ra. Để ơi. Để ơi. Không được Đừng à? ấn, đừng đứng lên, chỉ ấn dùng con lăn chuột thôi không ạ. Đập lửa đi. Đang. Ô, cháy ông ơi, cháy ông ơi, cháy ông ơi, từ từ. Ôi, ôi. Sống rồi, sống rồi, sống rồi, sống rồi. Đập dừa, đập dừa, đập dừa, đập dừa. Nhặt đồ ra đã rồi tính tiếp. Tôi mới bị đốt mất máu xong không dám. Cháy rồi ông ơi. Cháy cái gì? Quả dừa cháy. Dừa nào? Có mấy quả dừa xanh này. Ông lôi ra.
Ôi thôi thôi. Không cháy ở đâu, yên tâm, nãy có cháy đâu mà lo gì. Ông ơi, mua thằng miếng. Đấy, mua thằng miếng. Tôi đang Vô công đồ, vô công đồ ăn đi. tôi sắp chết đói nơi tôi phải đập. Nhà biết trụ được qua đêm nay không? Này, đốt cho nó to lên này. Ở đấy, to lên rồi đấy. Ăn phát nữa cho nó. Tôi chỉ đói thôi chứ tôi không khát, nên là tầm này. Ok. Có cái ăn dừa tạm thời để cho nó no thôi chứ tầm này thì. Ở đây, đốt đấy. Đập hết tường không? Ngoài này có cái khúc xương này, khúc xương để làm gì? Đập hết tường đi. Vì thế tôi đang mang khúc xương về. Đây. Đập cho nó hỏng cái dao, bảo. Đập hai cái kia để tía tôi ăn, còn tôi đang đập cái này để cho số cành cái lớp không còn lớp kia đi. Thế à? Độ đói của tôi nó vẫn không hồi được bao nhiêu nhỉ? Anh kia không hồi đói được bao nhiêu đâu. Để đi nhà thêm nấm nhau. Nấm á? Sáng mai đi nhà. Ừ. Ăn Ăn cũng để ăn để phê đá à? Đây cũng được nhưng nó hồi máu nó không mất gì cả. Ủa thế à? Ngon vậy. Ui. Không có dưa nữa đâu. Từ gì? Hai quả mà sao bây còn một quả ấy. Ông đập ra sớm làm gì, trời ơi. Tôi ăn mất quả dừa về đấy rồi. Tôi đã ăn quả dừa còn lại của ông này. Và thằng đó đang 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 phải đập dừa chứ thằng điên. Thì ai bảo ông đập dừa? Tôi đang tập trung tôi ăn đi để tôi còn đốt. Từ từ vẫn còn không có thủ mà. Thế à? Rồi đấy, đốt to hơn rồi đấy. Sáng chưa? Ui, sắp sáng rồi đúng không? Đúng. Mới 10 Sắp sống qua ngày rồi. Ui, mới sắp 10 giờ sống. tối ông ơi. Hả? Mới 10 giờ tối thôi, đồ ăn tối đâu? Đập đi, Cái gì? tôi ăn rồi. Vãi. Thì mỗi thằng quả ở đây tôi đập cho khổ quá. Thế mà vãi cả vếu, 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 vãi. Rồi đấy, ăn đi. Tôi đặt đập thêm quả nữa chứ nó thật chứ tôi độ đói của tôi ấy nó ăn nó không tăng bao nhiêu đâu, nước chỉ tăng nhiều thôi chứ. Vậy là bây giờ mình cần phải kiếm thịt cho vào lửa cho cháy đi, ăn xong tự dọn tự cho vào lửa cháy đi. Rồi nữa này, ăn đi. Ăn nốt thì chi, tầm này quan trọng gì, sống là được. Ăn tiếp. Ấy. Tôi cảm giác sao mình gỗ nữa. Thì tôi bảo rồi mà. Sao mình gỗ rồi. Tôi bảo ông lấy Không có dừa rồi. đủ gỗ luôn ấy. Tôi bảo ông lấy dừa nhét vào đi. Nhét vào rồi, hết gỗ rồi. Chỉ cần sống Gỗ được không qua đủ một ngày là gỗ. một thành tích rồi, không cần thiết. Bây giờ mấy công giờ sáng. Vãi!
Ông đi kiếm kiếm ngay cho tôi. Kiếm gỗ đi. Thôi thế này gì cái gì mà tìm Ăn dừa đi để nhét vào. Vào. Ăn dừa đi. Đập ra và ăn đi. Đấy, tôi phải ăn nhiều để tôi nhét vào chỗ này. Rồi đấy, tôi đang vẫn là giữ cho nó. Ăn nhanh lên đâu. Ăn nhanh lên. Rồi hết lửa đi. đi. Để tôi ăn. Ăn đi rồi đập cái quả cái sau. Trời. Ôi, con Ê, giật, ôi, ông ấy chạy đi. mẹ Ông bảo. ấy chạy đi, đứng đây đi. Ôi, ngu, Ui, ngu. ui, Ấy, ấy, ấy. chết tôi. Ấy, nó tấn công tôi. 1 giờ sáng rồi. Ông ơi, sao lại có cặp đuôi rắn ở đây? Ủa? Ai biết được. Ủa sao con rắn nó bay nhảy như như rồi vậy? Cái đéo đi, bỏ cạp ông Ôi ơi, bỏ cạp trời. ông ơi. Ôi. Anh ơi, thôi thôi Tự nhiên bây giờ mình chỉ cần đồ ăn, gọi là không cần quá nhiều ấy. Ừ, đồ ăn mình không cần quá thôi. nhiều ấy, mình cần nhiều gỗ hơn. Tôi đang nghĩ tới cái cảnh này, có nghĩa là bây giờ tôi không chỉ cần phá đảo qua một đêm thôi là Ừ. tôi dừng, chứ tôi không định Này thì sống tới 50 ngày ngày thứ đâu. hai rồi, qua 0 giờ ngày thứ Ôi. hai rồi. Qua 0 giờ ngày thứ hai rồi mà. Không, tôi cần tới Ê, sáng. sao khả năng đốt xác tôi là sống em Hả? ơi. Sao đốt được xác tôi không đốt luôn đi. Cục thịt con Ơ rắn thì nướng này. cơ. Ừ. Thì nướng, thì nướng. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn Từ từ đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. từ. Đu. Ôi. Ngon. Sống rồi, sống rồi. Đứng, đứng gần bếp lửa đi, đứng gần bếp lửa đi, đứng gần bếp lửa đi. Nhưng mà có mấy con kia, có mấy con kia nó đang cố nó giết tôi. Ấy. Ồ, bây giờ chỉ cần sáng Ăn thôi. đi không? Bây giờ tôi chỉ cần sống thôi. À thôi. Ừ. Chính tỏ tôi đứng lại tôi đập con rắn khỏe cái gì đấy. Ôi, con rắn nó làm gì ông Ê. kia? Dụ nó gần vào chỗ bếp lửa ấy, dụ nó gần chỗ bếp lửa Ừ, ấy, nó chết mà. dù không, nhưng mà cái con này của tôi, cái con này nó đang bị lỗi, có nghĩa là tôi thấy nó nhảy như đúng rồi ấy. Thôi thôi thôi. Tề đốt xác kia còn lâu. Có đốt được xác đéo đâu. Nằm ngay cạnh đống lửa ấm Ôi. áp quá. Ôi. Ui Kéo đi, nó hai sau lưng con. ông, nó sau lưng ông, nó sau lưng ông. Hai con ông ơi. Đứng gần đống lửa đi, không cái thêm bồ ông tụt kìa. Nhưng mà bây giờ đứng đây con rắn nó cũng giết tôi à? Thì đứng chỗ hồi cái thêm bồ ông đi ra. Ờ được đấy, được được. 4 giờ sáng rồi, có lên sắp 6 giờ sáng rồi. 6 giờ sáng là tôi nghỉ, không chơi nữa đâu. Tay què quặt rồi. Tề con chuột tôi đang chuột có nghe chuột tôi toàn tay toàn toàn mồ hôi của tay tôi không hiểu. Ơi tôi bị Thôi. Lấy đi. đấy nhặt đấy nhặt ôi thôi sao ông tắt lửa rồi Thôi sao? không 4 giờ sáng cũng một kỳ tích rồi không Tôi muốn sống tới ngày mai. ngày hôm sau gì ngày thứ hai rồi gì đó À ừ nhỉ. Tôi hay là phá đảo đấy. Tôi bỏ tôi đã sống sót 1 ngày thì đã quá ừ, thành tôi sống công. sót một ngày rồi. Với hai thằng quẻ quạt như này thì quá thành công. Là một kỳ tích, nó là Ừ, kỳ tích. sao tôi không nhận được cái này nhỉ? Để thôi. Sao Mày làm đâu? đi. Tao chơi chúng mày luôn, tại vì tao phá đảo rồi, tao Cầm sống một ngày cục rồi. đá, Ừ, cầm để cục tôi. đá, cục đá. Để tôi. Làm Trả sao? thù cho tôi. Yolo men. Rồi, kêu, nói kìa, nói kìa. Ôi gần gần 6 giờ sáng rồi ông ơi, cố lên. Ô thế thôi chứ, Từ từ thế từ. thôi, thôi thôi để 6 giờ sáng đã. Để 6 giờ sáng đã. Ôi bây giờ làm sao để hết lạnh nhỉ? À không, bây giờ kẻ có hết lạnh thì cũng 6 giờ sáng rồi. Sống Ừ rồi. đúng, Ừ, sáng rồi mà con bé có bỏ cạp kìa. Ừ. chạy 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 chạy. Ừ. Mày hướng mặt trời.
6 giờ rồi. 6 giờ sống rồi, thụt mẹ tôi trả thù trong đây. Vâng. Tôi đã chính thức phá đảo con game này một ngày. Như ngắm 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 hoàng hôn ấy, ngắm Ừ, hoàng hôn. ngắm 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 đi, xong rồi tôi mẹ tôi sẽ trả thù. Ui. Tôi sẽ trả thù. Tôi sẽ trả thù. Hoàng hôn lên. Ê, có khi nào tôi đang ngắm hoàn hôn xong rồi bị con gì nó cắn cắn chết Cái không? hoàng hôn chứ cả. Tuyệt vời. Cảnh hoàng Thực hôn lúc tế nào cũng là đẹp nhất. Nhưng mà tôi sẽ ngắm ngắm bên cạnh xác của ông Đà Linh. Ông nhìn cái dáng chạy tôi không? Ông nhìn thấy cái dáng chạy tôi không? Alo, ok. À Linh à, chúng ta đã sống với nhau một ngày. À Linh à. ông ấy không ở đi. Anh cho tôi chết rồi mà ông làm gì đâu được. Ừ, ớ con quả dương kia, con quả dương kia. Ăn nốt Không, đi, con quả dương kia. không, tới là trả thù rồi, bình tĩnh. Ăn nốt, ăn nốt quả dương phút máu còn đi trả thù không? Không, không, tôi nghĩ không không được đâu. Để rồi. Nhưng nó đâu, nhưng nó đâu, Mà nhưng nó đâu. sao vậy? Trùng cuối tới. Làm sao? Ôi. Anh ơi. Làm gì ông ơi? Làm gì? Đập đá vào đầu đó. Mẹ, bố trả thù Ôi, mày. chưa phát hiện đập. Ôi, Đâu, như nào? luồn ra sau lưng nó nhá, ngồi Ừ. xuống đập, ngồi 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 sẵn luôn, ngồi 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 sẵn luôn, nhìn là chỉ cần luồn ra sau lưng nó không ấy, Ôi. con chuột đấy đập phát vào người nó. Ấy. Stop, 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 tao chưa có vũ khí, bình tĩnh, bình tĩnh. Đồ, 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 đồ. Lấy khúc xương cũng được. Rồi, để rồi. Ừ. Sao sao bây giờ Dùng con sao? lăn chuột, dùng con lăn chuột, cái dùng con lăn chuột đập nào. Dùng con lăn chuột. Con lăn chuột lên xuống ấy. Ừ, từ từ. Khó mới lên thế. Ừ. Đó. Ừ, làm sao? Phải làm sao? Lao húc, lao vào đánh luôn, lao vào đánh Ok. luôn, tử chiến như một người đàn ông. Mà chơi đi, mà chơi đi. Yes, yes, sir, yes, sir. Ừ. Tại vì phải chiến. Rồi, nói chung sống qua ngày thứ hai rồi. Cảm ơn anh em đã xem. Tôi đã phá đảo một ngày rồi nhá. Ừ. Thử thách sống ngoài đảo A, tôi Đảo Linh đã sống một ngày. Ông cái cảnh ông chết ông nhìn về hướng gì đấy? Nhìn về hướng mặt trời à? Nhìn về hướng biển. Ừ. Đù tích vãi, mẹ tôi nhìn vào một hướng đất đá trong xấu với lì đê. Tôi nằm cạnh đống lửa vẫn ấm áp như ngày nào mà nhìn về hướng đất đá. À đâu, nhìn về hướng mặt trời ạ. Ừ, thôi cảm ơn đã xem nhá, thôi coi như là nghỉ game này chứ. Thôi nghỉ đi, Ừ. nghỉ nghỉ game này thôi. Tôi nghĩ hôm nay chơi mẹ được rồi. Tôi sẽ không bao giờ chơi con game này một lần nữa. Ừ, Nếu mà có dịp rảnh thì tôi sẽ chơi tiếp. nếu mà rảnh mà tôi mẹ được còn là phá đảo được thì. Ủa? Đu quả dừa kia có hai quả, có hai trái dừa kìa. Wow. Thôi, ảo đi. Ảo đi, ảo đi, ảo đi. Đổi game.